gọi là chỗ vợ chồng em vào. Hôm nay thì bắt đầu là lợp mái rồi. Đó, với cái tốc độ này thì mai hoặc ngày kia nữa thì còn cái phần nền nữa là sẽ hoàn thiện được nốt cái công trình. Cũng rất là mừng cho hai vợ chồng và cũng xin được cảm ơn tới tất cả các cô bác mạnh thường quân trong và ngoài nước trong cái khoảng thời gian vừa qua đã đồng hành cùng Xuân Thiệu và gửi về những tình cảm, những yêu thương dành tặng cho bà con ở trên vùng cao này nói chung và nhất là gia đình em và ca nói riêng cô bác nhé. Để đến hôm nay có những thành quả, có được cái ngôi nhà kiên cố để gọi là mọc lên ở trên vùng cao nguyên đá này cũng rất là mừng cho vợ chồng đó, cũng xin được cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bây giờ thì mời cô bác cùng theo dõi video của Xuân Thiệu xuống phía dưới này để xem anh em thợ tiếp tục công việc như thế nào để làm cái mái cho gia đình em và cô bác nhé. Bây giờ phải nói chung là đã hoàn thiện 90% rồi. Là cũng, xong nói rồi. Chung là để mà hoàn thiện hết thì cũng chưa được. Vâng. Nhưng mà còn là cửa giá các thứ này cũng còn khá là lâu cô bác ạ. Thế nhưng mà đến được cái mức này là cũng rất là mừng rồi. Nào lại đi nghịch cái gì đinh như thế hả? Hai lão này cắm vào chân bây giờ. Phát thằng ta mày. Chỉ phát thằng ta. Đây nhá cô bác. Anh em đang khẩn trương để mà đưa được những cái tấm bờ lô lên lợp đằng trước. Đó. Ở đây thì cái tấm sáng sáng nay lấy về đâu nhỉ? Nhà riêng nhỉ? Tấm sáng lấy về rồi, hai tấm à? Hai tấm à? Hai tấm thì chắc là để khoang này một tấm với lại khoang bên này một tấm. Bà con thường thường ở trên này là lợp đằng trước cũng được mà đằng sau cũng được hay vâng. Nhà phải lợp đằng sau? Cái này đằng trước cũng được, đằng sau cũng được anh ạ. Nên là em và ấy cũng với lại vợ chồng cũng bảo là thích cái đằng sau này. Đằng sau này kể là nó sẽ phù hợp hơn, nó hợp lý hơn. Đằng trước thì mình có cửa với cửa sổ rồi. Nên để cái tấm mình lợp là hai khoang đằng sau này. Vâng. Để nó sáng xuống cái phía dưới nhà. Đúng rồi anh ạ. Vâng. Gần được bằng một gọi là một bên rồi. Đó, cái này này, cái này bảo anh thêm thợ là đo cái viên ngói đến đâu thì cắt cái hoạch này đi. Đừng để nó dài thế này. Thì các bác thợ cũng bảo là lập đến đâu ấy thì cắt đến đó. Phải cắt đấy chứ. Ây da. Cao quá nhỉ. Cái này là từ giờ đến tối là nốt bên đằng sau nữa là hoàn thiện rồi. 2 tiếng nữa. 2 tiếng làm xong là xong được cả một cái mái đằng sau này nữa. Tiếng đã được bằng này hả? Ây da. Hôm nay đông người nhỉ. Các bác thợ làm rất là nhanh luôn. Chỉ cần mà 1 tiếng rưỡi hoặc 2 tiếng thì các bác thợ cũng gọi là hoàn thiện cái máy rồi. Đây nhá, các bác, anh em thợ đây nói chung là làm máy thì rất là phẳng. Đó, anh em đứng vào cái giáo này cẩn thận nhá. À có cái tấm ván à, đây này cái tấm ván em trai này đang đứng đây này, nó rất là yếu đây này. Nó nèo nèo hết rồi. Cho khó trong máy chỉ không phải cắt qua bên dưới ngói đi em ạ, cắt qua bên dưới ngói để cái viên ngói nó trùm lên thì mới được đấy chưa không ồ mà đúng hả ồ thế này trù mà sâu trong một vô trù xin thật nữa trù mà tùa tới chỉ mất nhiêu đó nhỉ. Đây này, em và đâu rồi?
Và đây anh bảo cắt này đi, cái này kiểu như là nó dài hơn ấy, dài hơn là mình cắt đi, đừng để cái nước nó chảy xuống nhá. Nếu cái này đi, nó chảy xuống là nó sẽ bị mục ấy. Nếu không thì ông mất tí không? Ông mất tí còn đánh chắc hơn thì sao? Mất tí còn lỗi ẩn đủ mà chủ nhân có cái cưa không? Có ạ. Bao giờ nó cắt thì ấy cắt đi. Đấy, hôm nay là chính thức là có nhà mới rồi nhá. Tối nay là sang ngủ được rồi. Đó, dọn dẹp cái này đi. Rồng đó. Đấy, dọn dẹp cái này đi để mai kia thợ sang, người ta sang người ta còn dọn cái này đi để mà đun gọi là đun bếp. Nấy nấy em mốt cho chị hạt trâu. Quá rộng, cũng tương đối là rộng của bác nhé. Đó đây cái gọi là cái nhà nó sáng hẳn, thì vì lợp ở đây thì làm cái cửa sổ trời đó, để ánh sáng nó sáng vào nhà, cho cái cửa cái nhà cho nó được gọi là sáng sủa. Nên đi nhớ đầu xe đó. Em bà cũng bảo là bao nhiêu vất vả, bao nhiêu gian nan, những cái ước mơ trở thành hiện thực là bây giờ em bà đã có được nhà mới rồi. Đấy, cho nên là em bà cũng rất là vui, cũng chờ đợi ngày này rất là lâu lắm rồi ấy. Bây giờ thì nói chung là sang bên này thì có đất có nhà ở như này rồi. Cái cuộc sống của hai vợ chồng coi như là thay đổi hoàn toàn của bác nhé. Cũng cảm ơn các cô bác Mạnh Thường Quân trong cái khoảng thời gian vừa rồi là đã giúp đỡ ủng hộ cho em và đến ngày hôm nay là cái ngôi nhà đã thực sự là không phải là mơ ước nữa mà là đã là sự thật rồi các bác nhé. Đó, hôm nay thì anh em thợ cũng đã hoàn thiện được hết cái phần mái rồi, còn nền này thì mấy ngày nữa thì anh em thợ mới quay lại để làm nền, tại vì là anh thợ cả ấy, bảo là bận mấy hôm nên là cũng chưa thể hoàn thiện được cái nền, tại vì là cái cửa này, những cái cửa này thì mình cũng phải hoàn thiện được nền thì sau đó thì mới biết là nó đến đâu thì mới đo được các bác nhé. Tại vì cái đây này, cái này thì mình còn phải cán nền lên, xong là nó đến đâu thì mới đo cái cửa lên thì mới biết đi đặt cửa người ta được. Đó, hôm nay thì có giường kê vào đây ngủ thì không phải chạy nữa, để cả mưa thì cũng không sợ nữa. Nên đi mà mua đi phứ này. Đã kê đây sẵn rồi à? Ôi, khó chạy nỉ rồi. Nghĩa là em vào bảo là kê cái này tạm ra là tí nữa sẽ khuyên cái giường ra đây. Đấy, cái giường nhưng mà chưa ấy đâu. Cái giường đấy để hôm nào làm được nền thì mình lấy vào. Ừ đúng rồi, còn phải, bây giờ mình lấy vào mình cứ nhắc lại nó khó lắm. Lúc ra mà xong mà thiên rồi, chắc cứ có cái tấm phản kê vào đây thì ví dụ có nhà mới này vợ chồng có muốn sang để xong nhà trước thì cứ sang thôi. Gọi là vợ chồng nhập nhà trước đấy. Tuyệt vời rồi. Như thế này là gọi là hôm nay thì vợ chồng có một cái khí thế rất là vui rồi. Đấy, nữa đồ đạc anh em thợ vẫn còn để đây này. Nói chung là ở trên này thì nó quá là thoáng đãng luôn các bác nhé. Mùa nào cũng mát, mùa hè thì mát, mùa đông thì hơi lạnh giá một chút. Tại vì trước cửa đây nó nhìn đỉnh núi, nó nhìn một cái hướng nhà gọi là rất là xa, gọi là rộng. Đấy, nhưng mà theo phong thủy thì cũng chả biết là thế nào, nhưng mà để mà cửa nhà trông rộng thì rất là rộng rãi rồi. Cái chỗ này của em, cái ngôi nhà của em vào để nhìn xa hướng bên kia thì rất là mênh mông luôn anh. Đây kia là đây dòng sông gọi là uốn lượn vòng quanh trước cửa rồi. Mai mốt là có làm được hay không thì cũng chỉ ở mình thôi. Vâng. Vợ chồng chăm chỉ làm ăn thế nào được. Bây giờ thì vợ chồng ngồi trước cửa để hóng gió bên kia là rất là thoải mái. Về đây cho nào vợ chồng nói chuyện tí cho nào xem mấy cảm nhận thế nào xem. Là có cứ mãi làm nó đi bỏ tao trong đi chả xí ô tao chê rong rồi xí đó tổ nó đi tay đỏ lại bây giờ tổ tay đỏ ta tay tao nhớ rồi xí nên ô tay lọt ta ư rồi xí em và em ca cũng bảo là bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu ước mơ hôm nay thì cũng trở thành là thật sự rồi, không phải ước mơ nữa mà là thật sự trong cái cuộc đời của em ca ấy. Rồi xí viết gì nhé? Hai vợ chồng cũng rất là vui, mà không chỉ vì hai vợ chồng thôi, cả tất cả các cô bác là mọi người ở trong cái bản đoàn kết này và mọi người gần xa cũng đều rất là vui thay vợ chồng nữa. Nên sao đi trả xe? Ủa, nói chuyện thì hết xin giờ. Ủa, là chào đi trả xin thả xe.
Ờ cho nè cho chi nhớ bỏ đảo vậy cô lo cho nhớ rồi tế chả ni sao đã mua lũ đã rõ ba ư và lũ chen ni tế lý mua chen rồi tế nhớ rồi rồi nè ô tụ tí lò dạ ta rồi xía nè sao đã ba ư tế mua chen rồi mà nhớ. Đấy, rất là tuyệt vời, có một cái câu nói cũng thốt ra. À, em ca cũng bảo là nhờ có ngày hôm nay thì cũng nhờ sự giúp đỡ của tất cả các cô các bác trong nước và ngoài nước, vợ chồng mới có cái sự đổ đời như ngày hôm nay. Em ca cũng thật sự là rất là vui và cũng rất là mừng có cô bác hỗ trợ thì mới có cái ước mơ như vậy. Oni, sao đi chả đâu là cho xin? Giờ xưa thì anh mi tôn cho họ chỉ muốn nhà chỉ muốn gì thì nhà nhà cho họ yêu gì chơi của cho sinh hoạt chẳng đâu nhà giờ thì chỉ muốn nét tụi lão sẽ cho nhà lót tin giả nhà giả tin giả nhà lót nhà giả nhớ đã u cho mấy cả té nhớ thì nhớ đào bé nhà để chả ni cho sinh hoạt chẳng đâu bây giờ muốn nét ba tham gia thì muốn để xe rút chuột rồi rút rồi nhà thì ba tài lúc chơi nhà thì đào nhớ nhà nhà thì ư nhà nhà mua ít khó té nhà đào chơi thì nên mà trong xe đâu là nào là tôi chỉ đâu này cha tôi là tôi chỉ cố tôi trong xe là luôn. Ấy đúng rồi. Em và ấy cũng bảo là cái niềm vui mừng trong ngày hôm nay thì em và không biết phải như thế nào đó, rất là cảm động luôn. Em và bảo là trước kia ấy thì chưa gặp anh em mình, chưa gặp cô bác ấy thì em và chỉ giống như cái con ép ngọt đáy dĩa thôi. Em và cũng cả chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ vươn lên mà cũng chưa bao giờ nghĩ là sẽ có một cái cuộc sống như ngày hôm nay. Em và thật sự rất là vui mừng, cái niềm vui rất là lớn. Cũng nhờ sự giúp đỡ của cô bác và cũng nói chung là cũng giống cũng như là bố là mẹ của em và. Đấy, em và cũng có mẹ cũng như không nên là em và cũng thật sự rất là cảm ơn cô bác trong nước và ngoài nước nhờ có cô bác mà em và có được như ngày hôm nay nên là em và cũng rất là cảm ơn. Đấy. Thật sự là hôm nay vợ chồng là có một cái vui tươi hả lên rồi thì phải tươi lên chứ nhỉ, bây giờ có nhà có đất có nương rồi các thứ rồi. Thế thì bây giờ có nhà rộng rãi thế này, bây giờ còn tính để bao nhiêu đứa con nữa xem nào. Làm thêm vài đứa nữa cho được vui cửa vui nhà. Em ca bảo là bây giờ thì chưa tính nhưng mà để cái đứa này lớn lớn rồi sau đó là sẽ định tính một đứa con gái nữa. vẫn còn muốn còn một đứa con gái nữa. Nhưng mà bây giờ là chưa lớn ấy, đứa này mới còn chưa. Đấy thôi, bây giờ vợ chồng trẻ bây giờ mình chỉ tập trung vào để mà làm kinh tế thôi chứ còn không phải là cứ có nhà có cửa lại cứ tòi ra thêm vài đứa nữa thì không ai giúp được mãi đâu. Mà ông của tao muốn đáp là đi đào đi đào vòng rồi đi. Thế thì tốt. Cái đứa này lớn rồi không có là phải. Chưa có thấy nổ ra phát nữa là thế là cũng ý thức được rồi đấy. Có kế hoạch rồi đấy. Đấy là tốt. Bây giờ mình còn trẻ như vậy thì mình phải biết cùng nhau phấn đấu thôi. Chứ còn bây giờ hiện tại bây giờ là trước nó khác và bây giờ mình cũng khác rồi. Đấy, mình bây giờ mình có nhà có nương rồi thì mình cứ phải chăm chỉ mà làm thôi. Đó, để lo cho các con chứ còn đừng tính là đừng tính là để nhiều nữa. Em đã ca bảo là bây giờ có nhà mới rồi, cảm thấy một cái niềm hy vọng ở trong lòng rất là thoải mái, rất là vui nên là chỉ nói vậy cho vui thôi chứ thực ra thì đạp vòng rồi. Đây lóng tướng rồi đây. Bây giờ có nhà mới rồi, tóc ướt hết đây. Cái lá này chạy đi đâu chơi về rồi. Nhỉ, em vào hôm nay như thế nào ấy? Bây giờ là nói tiếng phổ thông đấy nhá, để có bác biết là hôm nay như thế nào ấy. Nào như thế nào, định tính để thêm một đứa nữa hay là chỉ đứa này thôi? Em là vợ lại bảo thế anh không để nhà được nữa là không có không để một con để một đến hai con thì được, nhiều thì không nên. Để lóng tướng là gì? Để lóng tướng này thôi gì? Biết thế tốt. Đấy là một cái ý thức được do là kiểu như là hai vợ chồng ngày trước thì cũng nhiều những cái khó khăn đấy, cũng ý thức được là sinh nhiều con thì cũng rất là khó khăn và vất vả nên là vợ chồng cũng ý thức được từ sớm rồi. Đó. Để vợ chồng nói thế thì cũng phải thôi, bởi vì trước anh mình vừa mới gặp vợ chồng ấy thì chắc hẳn các cô bác cũng biết rồi, vợ chồng cũng rất là nhiều những cái khó khăn và những cái đau thương mất mát ấy. Thì
bây giờ có cái suy nghĩ như vậy, có cái kế hoạch như vậy thì rất là tốt nhé. Đấy dưới túi nhé. Bây giờ vợ chồng dọn này đi xong để mai kia người ta làm nền. Không được nói rồi anh mình mai sau anh mình vào lệnh mà hai ba đứa là không được đấy. Đấy nhắc của bác. Cái góc này thì sẽ tính là sẽ làm cái nhà bếp ở đây. Đó, cái này thì chưa giữ được tại vì là cái này họ mới đổ cái dầm ấy lên này để mà chống cái cửa này. Đấy. Em vào đâu rồi? Ê, tất nào đi. Nước này còn đấy nhỉ. Cái này mai mốt là cái cây này là vẫn cây của nhà mình ấy đúng không? Đúng rồi, cái này để là cảnh nhá. Không cái này không ấy này tí nữa làm cái nhà bếp ở đây thì sẽ vướng phải đúng. Bỏ đi ấy. Cái này nếu mà không thì cái này cái gạo ấy anh ạ. À cái gạo á. Không thì đào đi chỗ khác mà rồng được không? Cái này được anh ạ. Cái này rất là dễ sống á. Thế đào xuống phía dưới này rồng để mà làm cảnh. Làm cảnh rồi là xong này để mắt nhà ấy, mắt nhà mắt cửa ấy anh. Còn ít gạch này, còn khả năng là nếu mà thiếu nhà bếp thì cũng không thiếu mấy nữa đâu. Nên là san cái chỗ ấy, chân em dìa đến gần cái gốc cây kia đi là được. Một cái nhà bếp. Làm một cái nhà bếp ra đây. Tức là cái nhà này nha là không được nấu ở trong nhà. Không được nấu nướng ở trong nhà nữa mà mình sẽ phải làm một cái trái ra đây. À, biết chưa? Chị bảo. Bây giờ mình có nhà đẹp nhà mới này đun bếp vào trong nhà thì lại khói là đen xì hết còn nói chuyện gì nữa. Nên nếu mua chạy trên thì mà dội quá chị cái dội. Có hiểu không? Bây giờ là nghĩa là bây giờ có nhà mới rồi, bây giờ phải sống sạch sẽ. Ở trong nhà mọi thứ cũng phải sạch sẽ. Đu nấu thì ở ngoài này. Đun nấu ở ngoài hết. Cho dù là nó nhiều ấy thì mình nếu mà xây được rộng thì càng tốt, không rộng thì mình chủ yếu là để đủ cái bếp mình đun nấu là được rồi. Thì mình sẽ cho bếp ở trong nhà đen bẩn hết đúng rồi như thế đấy phải hiểu được như phải thế hiểu được như thế mới được nhá. Không anh mình không phải nhắc nhiều đâu chứ đó thì gọi là mình khắc tự ý thức được như vậy thôi chứ còn anh với anh gì thì không phải lúc nào cũng vào mà để dặn dò được đâu. Xong cái nhà này khả năng là anh em lại thỉnh thoảng mới được gặp nhau đấy. Không, bởi vì là cũng không có cái gì để mà vào đấy để mà cũng chia sẻ giúp đỡ nữa rồi. Đó, tạo một cái điều kiện cho mình hết sức có thể như vậy rồi thì mình bây giờ mình chỉ có phấn đấu mà làm ăn mà đi lên thôi chứ còn không được gọi là như trước nữa. Đó, rất là tuyệt vời. Quá. Một chai rồng là. Được rồi. Em vào nhà thôi. Trong ngoài cũng rất là rộng rãi. Một nhà nói chung là ở trên vùng cao này nhé, nhất là ở trên đỉnh núi như thế này mà bà con cất được cái ngôi nhà được kiên cố và rộng rãi như thế này thì thật sự ra mà nói với bà con thì cũng cả là một vấn đề. Như em vào đây thì có được sự quan tâm của nhiều các cô các bác nên là cũng gọi là có duyên các bác nhé, có duyên với lại cô bác Mạnh Thường Quân nên là cũng có được cái ngôi nhà như ngày hôm nay thì cũng khá là rộng rãi. Đó, rất là tuyệt vời.